20 ngày mà rễ ra quá khủng luôn anh em. Cây cao 4 tấc mà xử lý cũng hết sức là đạt luôn anh em mình ha. Cây này là xử lý lần 2 à, anh chủ này anh cho biết nè. Mà ra dễ rất là đạt luôn anh em. Thì sử dụng A1 để quét vô vết cắt, sử dụng C1 để phun 3 ngày một lần anh em ha. Cây xanh bóng là dày lá rất là ok luôn nha. Cái này là mình xử lý cái bộ rễ này là tầm 20 ngày là nó được như vậy nha mọi người. Nó thì anh cho biết là cây này 20 ngày mà nó ra cỡ đó đó nè, tùy cây anh em mình ha. Có cây thì gỗ yếu, có cây ra Chưa có mạnh, mấy sử cây dụng mà vậy A1 rồi thì đó. C1 thôi. Thì cũng có những cây nó mới vừa nhú nè, nhưng mà mình nhìn nó rất là đều luôn em, và cây nào cũng vậy luôn. À, thường anh ảnh chưa có kinh nghiệm cho nên chưa có quấn cái miếng băng keo ở trên. Anh em mình nên Thêm quấn thêm một cái miếng băng keo ở trên gần cái vết cắt để mà không cho cái rễ nó ra cao lên trên anh em mình ha. Nó tập trung nó ra ở dưới thôi. Anh này là chủ của một cái vườn kiểng lá anh em mình ha. Mình kêu anh nó làm thêm kích rễ mai vàng A1 để tạo thêm số mai trồng cho nó có tương lai lâu xa anh em mình. Và anh cũng dùng kích rễ mai vàng A1 dâm cho một cái số cây kiểng lá anh em mình ha. dễ ra không? Để đặt hàng, các bác bấm liên hệ hotline 0931 330 884 hoặc bấm vào link trong phần bình luận hoặc bấm vào nút hướng dẫn đặt hàng để được miễn phí ship nhé.